Hiện tại FPT Shop đang có chương trình deal cực hời cho học sinh sinh viên mùa Back to School, deal cực hời giá cực sốc. Hiện tại FPT Shop đang có chương trình laptop chơi hè, đặc quyền cho học sinh sinh viên nhân 3 cho laptop PC Core i3 Ryzen 3 giá chỉ từ 5.990.000 đồng. Các bạn sẽ được giảm thêm lên đến 3 triệu đồng, tặng bảo hành lên đến 2 năm và đảm bảo mua máy 100% sẽ có quà. Thể lệ đăng ký nhận quà cũng cực kỳ là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nhấn vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả mà Danh đã gắn ở phía bên dưới. Lướt xuống các bạn sẽ thấy chương trình đăng ký nhận quà ngay. Chúng 2 xe máy điện JDE E3 trị giá 16.990.000 đồng, cộng với lại 30 màn hình máy chiếu BQ. Chương trình này chỉ áp dụng cho các bạn học sinh sinh viên từ 15 cho đến 25 tuổi mùa Back to School này và áp dụng từ ngày 1 tháng 6 cho đến hết ngày 31 tháng 10. Các bạn học sinh sinh viên nếu mà muốn mua hàng nhanh tay tới FPT Shop chốt deal ngay nha. Đập vào mắt chúng ta, đây là một thiết kế vô cùng đẹp và hoàn hảo với phong cách thiết kế thanh lịch của HP, chỉ khiến người dùng nghĩ ngay đến những chiếc laptop Ultrabook với 3 tiêu chí, đó chính là sang, xịn, mịn. Tuy thiết kế chỉ được hoàn thiện từ vỏ nhựa xịn sò cao cấp nhưng HP15 không khiến mình phải thất vọng bởi vì độ hoàn thiện của em nó khá là cứng chắc và không xảy ra hiện tượng ọp ẹp và mất cân đối chút nào. Chỉ với trọng lượng chỉ rơi vào khoảng tầm 1,59 kg, mình có thể sử dụng xong và mang đi dễ dàng mà không gặp phải hiện tượng cồng kềnh hay khô kịch, khiến các bạn học sinh sinh viên phải khó chịu trong quá trình sử dụng. Nếu các bạn học sinh sinh viên quá đắn đo về pin vì đó chính là một vấn đề nan giải mà ai dùng laptop cũng sẽ e dè thì đừng quá lo lắng. HP15 cũng được trang bị một con CPU tiết kiệm điện với một hậu tố ưu tố hiệu năng và tiết kiệm điện. Với Intel Core i5 1334U, các bạn sẽ vẫn cân bằng được các tác vụ văn phòng cơ bản nhẹ nhàng như soạn thảo văn bản, Canva, vân vân và mây mây trong suốt một ngày dài mà không cần phải đắn đo về pin cũng như là hiệu năng cao khiến máy quá nóng và quá khó chịu trong quá trình sử dụng. Đi kèm với đó, HP15 cũng được trang bị bộ nhớ RAM lên đến 16GB chuẩn xịn DDR4, SSD 512GB thoải mái lưu trữ trong thời gian dài học tập và đi làm sau này của các bạn. Các bạn học sinh sinh viên chắc chắn sẽ rất băn khoăn về các cổng kết nối, kiểu như là nếu mà thiếu thì đi học sẽ không có cái để cắm chuột nè, cắm bàn phím hay là máy chiếu đúng không? Đây, em laptop HP15 này sẽ được trang bị quá trời các cổng kết nối bao gồm như là 2 cổng USB Type A, 1 cổng USB Type C, 1 cổng HDMI, 1 jack tai nghe 3.5mm. Nè, đủ rồi đó nha, tai nghe, chuột, bàn phím rồi xuất ra máy chiếu đủ hết luôn nha. Cho nên là các bạn cũng không cần phải lo về vấn đề kết nối nữa. Màn hình lớn là một lợi thế cực kỳ nhiều cho các bạn học sinh sinh viên nếu như các bạn thích 4 tiêu chí, đó chính là mỏng, nhẹ, to và trâu. Thì con HP15 này có đủ hết luôn nha. Với màn hình kích thước lớn lên đến 15.6 inch Full HD, tần số quét 60Hz thì các bạn không cần phải lo về vấn đề màn hình nhỏ coi phim không đã nè. Làm việc gõ văn bản gõ chữ quá nhỏ thì sẽ không thấy được các chữ này thì ôi là toang luôn nha. Trải nghiệm của em nó cho cảm giác xem vừa đủ sáng, độ sắc nét cũng ổn so với mức giá mà các bạn có thể bỏ ra sở hữu em nó. Nói chung là với mức giá này thì quá là ok luôn nha. Cuối cùng chúng ta cùng điểm qua về phần bàn phím của em nó. Với phong thiết kế bàn phím full size là một lợi thế cực kỳ to lớn cho các bạn học sinh sinh viên học về ngành kế toán, văn phòng và kinh doanh. Trải nghiệm gõ cũng rất ư là thoải mái với hành trình phím rộng, độ nảy vừa đủ êm tay và điều đặc biệt là các bạn content hay học mà gõ nhiều cũng không cho ra một cảm giác quá là mỏi sau thời gian dài sử dụng bàn phím.